ta phân tô đi cái máy này Pottery Reset máy G7 Play. Chúng ta vào trong phần cài đặt và chúng ta vào phần sao chép cài đặt, kéo xuống dưới khôi phục cài đặt gốc. Khi khôi phục này thì chúng ta không bị dính tài khoản, ai lập tài khoản Google linh tinh thì chúng ta đỡ phải mở tài khoản. Và chúng ta xóa hết nhé. Mặc bộ đây nó cổng. Nó phải khuyến mại. Chúng nhận con gái mà xấu xấu một tí mà nó khuyến mại tí ấy, là thấy xinh ngay, hiểu không? Đùi trắng nhà hạn đấy, khuyến mại đùi. Vale, ¿cómo te llamo?
khởi động lên chúng ta và bắt đầu. Tiếp 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 tiếp. Tiếp theo. Không cảm ơn. Đây là cách chạy phần mềm nhanh nhất. Rồi, chúng ta bật lên. Và đây là phần có danh bạ này. Chúng ta vào danh bạ này. Chúng ta vào nhiều hơn này. Cài đặt này. Nhập này. Chúng ta nhập này. Nhập trên thiết bị này. Cho phép. Đấy, cái này mình format đi rồi hết đúng không? Thì chúng ta đã có file ngoài màn hình đây, file đây chúng ta copy vào danh bạ. Chúng ta copy vào phần này. Về rồi. Chết. Chết. Factory với hết hình ảnh mình phải nhớ và copy hình ảnh ra cho mình copy lại ngược lại được. Lòng nha. Nó cho tất cả nó không hiện lên cái bảng này. Nếu mà nó trùng số mục kia nó không hiện cái bảng này. Đấy nó tự động nó chạy nó bỏ qua cái thư mục tục. Rồi xong rồi chúng ta lại vào máy nha. Chúng ta vào đây vào lại này. Vào phần danh bạ này. Nhập này. Nhập lại này. Nhập cho từ trong thiết bị này. Đây. Chúng ta có hai cái này, thôi cứ nhập tất vào cho nó chắc ăn. Đây, chúng ta ấn vào hoàn tất. Đây là đằng sau đang chép vào phone. Đấy. Đấy. Đánh bạ lại đầy trong máy luôn. Đấy, các bạn. Ok, chào tạm biệt các bạn.